Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết về đề án công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1. Hoàn thành việc điều chỉnh bổ sung một số hạng mục an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn ngay trong tháng 3 năm 2024. La xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện Nam Đông. Tuy nhiên đến thời điểm này, gần 50 hộ dân ở xã Hưng Xuân vẫn chưa có nước máy để dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình sáng nay thứ năm ngày 14 tháng 3. Xin chào, cảm ơn sự đồng hành của quý vị và bây giờ là phần tin chi tiết. Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành kỳ họp chuyên đề lần thứ 16 để thông qua nghị quyết về đề án công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1 và một số nội dung quan trọng khác. Chủ trì và điều hành kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thị Ái Vân. Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu cho biết, một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp lần này đó là Hội đồng nhân dân xem xét đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1. Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm đảm bảo điều kiện trình Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc trung ương, việc lập đề án là cần thiết. Phạm vi nghiên cứu lập đề án bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi đánh giá nội thị gồm hai quận, quận phía Bắc sông Hương và quận phía Nam sông Hương, tách ra từ thành phố Huế hiện nay. Các đô thị trực thuộc tỉnh gồm thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền. Các huyện ngoại thành Quảng Điền, A Lưới, Phú Vang và khu vực dự kiến sáp nhập huyện Phú Lộc với huyện Nam Đông. Qua rà soát đánh giá các tiêu chí phân loại đô thị đối với đô thị Thừa Thiên Huế, tổng số điểm đạt 84,92 điểm trên 100 điểm. Khung điểm theo quy định yêu cầu đạt từ 75 đến 100 điểm, đảm bảo điều kiện để trình Bộ Xây dựng xem xét thẩm định đề án. Trong tổng số 63 tiêu chuẩn, Thừa Thiên Huế có 28 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 28 tiêu chuẩn đạt điểm theo quy định, trong đó có 8 tiêu chuẩn áp dụng đô thị có yếu tố đặc thù. Nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý, thủ tục trình Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ thẩm định phê duyệt hồ sơ đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1. Và báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực dự kiến thành lập quận, phường. Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng việc tổ chức lập chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế là cần thiết. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo đó, khải toán kinh phí thực hiện chương trình khoảng 73.324 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 29.890 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh khoảng 8.512 tỷ đồng, nguồn vốn khác khoảng 34.922 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng xem xét quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách tỉnh năm 2023 sang năm 2024. Giao kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022 được 6. Thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1, 2, 3. Thông qua quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở trên địa bàn, quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, cùng nhiều nội dung khác. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng vừa tổ chức triển khai luật, nghị quyết kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thị Ái Vân. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu triển khai luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Đây là nội dung quan trọng mà các ngành cả cấp chủ động ra soát, nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền được giao, nhất là những thẩm quyền nhiệm vụ mới được bổ sung trong các luật, nghị quyết của Quốc hội, những cơ chế chính sách thí điểm, đặc thù được áp dụng tại địa phương, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp và thực hiện phân cấp đúng quy định. Kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết. Trong đó, quy định những nội dung rất quan trọng về căn cước, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở,
quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tài nguyên nước, viễn thông, các tổ chức tín dụng, thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu, một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công trung hạn. Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2025 và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tham dự và trực tiếp quán triệt. Hơn 500 đại biểu là cán bộ chủ chốt từ huyện đến các thôn trên địa bàn huyện Phú Lộc được nghe đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao đổi nhiều thông tin quan trọng về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quán triệt chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, thời gian qua tuy gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã đồng tâm hiệp lực, đạt được những kết quả tích cực toàn diện trên các lĩnh vực. Các dự án lớn đã và đang được triển khai tạo sự chuyển biến rõ nét về quy mô và bộ mặt đô thị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Phú Lộc trong thời gian qua, từ đó đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển chung của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Tiếp tục chung sức đồng lòng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Liên quan đến vụ tai nạn rất nghiêm trọng vào ngày 10 tháng 3 làm 2 người chết, 8 người bị thương trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã trực tiếp chủ trì hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả. Báo cáo tại cuộc họp, Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, ngay khi xảy ra vụ tai nạn làm 2 người chết, 8 người bị thương trên cao tốc Cam Lộ La Sơn vào ngày 10 tháng 3, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ứng cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời tổ chức điều tiết giao thông trên tuyến cao tốc. Hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện Phong Điền tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để có phương án xử lý tiếp theo. Thảo luận trao đổi một số bất cập tồn tại trên tuyến đường cao tốc Cam Lộ La Sơn và đoạn đường Hồ Chí Minh Đoàn La Sơn Tùy Loan, đại diện các đơn vị cho biết, phương án vận hành tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc có nhiều bất cập làm tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông như mặt đường hai làn xe, không có giải phân cách cứng, không có điểm dừng khẩn cấp, điểm nhập làn nút cổ chai, thiếu điểm dừng khẩn cấp, sóng điện thoại chập chờn. Các đơn vị cũng đề nghị trên toàn tuyến cần lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng, bổ sung thêm các biển báo về tốc độ, khoảng cách, cấm vượt. Nghiên cứu tổ chức giao thông lại tại các nút giao, bổ sung các điểm dừng khẩn cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát, camera xử phạt. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ La Sơn khi hoàn thành đã góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và liên vùng. Tuy nhiên, quá trình đưa vào vận hành còn nhiều điểm bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, sớm triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nhằm khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông. Thường xuyên tuyên truyền, triển khai tuần tra trên tuyến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến, nhất là vượt ẩu, chạy quá tốc độ. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cao tốc Cam Lộ La Sơn, dự kiến ngay trong tháng 3 năm 2024, đơn vị phối hợp với cơ quan liên quan sẽ hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục an toàn giao thông, đảm bảo khoa học, hiệu quả, phù hợp với thực trạng lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Theo đó, từ km 0 đến km 37 sẽ được thí điểm điều chỉnh vạch sơn tim đường. Ở những đoạn hai làn đường cho phép vượt xe, bố trí vạch 1-1, nét đứt, xe được phép vượt cả hai chiều, sẽ thành vạch 1-4, dạng vạch đôi gồm một vạch nét liền, một vạch nét đứt. Xe trên làn đường tiếp giáp với vạch nét đứt được phép sử dụng làn ngược chiều khi cần thiết. Xe trên làn đường tiếp giáp với vạch nét liền không được lấn làn hoặc đè lên vạch. Ngoài ra, tại một số đoạn sẽ được điều chỉnh phạm vi cho phép vượt, có thể rút ngắn hoặc kéo dài.
Tại một số đoạn hai làn đảm bảo tầm nhìn vượt xe, vạch sơn 1-2, nét liền, xe không được phép vượt. Được điều chỉnh thành vạch sơn 1-4, dàn vạch đôi, gồm một vạch nét liền, một vạch nét đứt. Trong đó, các điểm vượt nhau một chiều được bố trí so le với chiều dài tối thiểu 1,3 km. Trong khi đó, trên những đoạn đường hai làn xe do đang ở giai đoạn phân kỳ nên chiều rộng giải dừng khẩn cấp hạn chế. Thực tế, khi phải dừng đổ trên giải dừng khẩn cấp, các xe lớn như xe tải, xe khách vẫn chiếm một phần làn xe chạy. Nếu xe đi cùng chiều thiếu tập trung quan sát, dễ đâm va vào đuôi xe dừng đổ bên đường. Do đó, tại những đoạn đã mở rộng nền đường sẽ được bổ sung mở rộng điểm dừng khẩn cấp với khoảng cách 3-5 km một điểm. Chiều dài bố trí tối thiểu 270m, bao gồm cả đoạn vuốt nối, kết cấu cấp phối đá dăm làn nhựa. Trên phạm vi toàn tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn, tại các vị trí vuốt nối chuyển từ 4 làn về 2 làn xe sẽ bổ sung cùng biển báo cảnh báo nguy hiểm, sơn giảm tốc, tiêu phản quang, chỉ dẫn hướng rẽ. Tại ba nút giao cao tốc với quốc lộ 15D, tỉnh lộ 9 và tỉnh lộ 14B do phạm vi mở rộng 4 làn xe ngắn từ 500 đến 800 m. Để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến và ra vào cao tốc, trên đoạn này sẽ có thêm biển báo cấm vượt và giới hạn tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h. Nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của ngành công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế xã hội, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh tổ chức khai mạc diễn đàn thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tham dự có bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Bộ ngành Khoa học Công nghệ cùng cộng đồng cá nhân doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực công nghệ trên địa bàn tỉnh. Tại diễn đàn, các cá nhân, tổ chức và đơn vị đã được lắng nghe, thảo luận và đánh giá những tiềm năng, cơ hội đầu tư phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tìm kiếm các mô hình, giải pháp công nghệ mới phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghệ thông tin của tỉnh Thừa Thiên Huế, hướng đến cơ chế mở trong thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Diễn đàn là sân chơi giúp kết nối các start-up và đại diện các sở ban ngành hiệp hội nhằm xác định bài toán đặt hàng của chính quyền trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Qua đó kêu gọi các nhà đầu tư, các start-up để cung cấp các giải pháp để giải quyết các nhu cầu đặt ra của lĩnh vực này. Trong khuôn khổ diễn đàn, đại diện Sở Khoa học Công nghệ tỉnh cùng công bố kế hoạch triển khai cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Cuộc thi nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng đến mọi đối tượng cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn lựa chọn, tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh, ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Năm nay, bốn lĩnh vực được khuyến khích gồm du lịch, dược liệu, nông nghiệp, công nghệ cao và công nghệ thông tin. Hạn cuối nộp hồ sơ đến hết 17 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2024. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 93 ngày 29 tháng 2 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được phổ biến những nội dung liên quan đến điều lệ hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Theo đó, hội thi sẽ được tổ chức theo hai cấp: cấp huyện và cấp tỉnh. Mỗi đơn vị cấp xã có mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đều phải lựa chọn và thành lập tối thiểu một đội tham gia dự thi. Các vận động viên tham gia thi phải trải qua hai nội dung thi lý thuyết về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và kỹ năng thực hành cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Đội thi xuất sắc nhất hội thi cấp tỉnh sẽ tiếp tục tranh tài tại hội thi toàn quốc khu vực 3 được tổ chức tại tỉnh Bình Định. Dự kiến hội thi cấp tỉnh sẽ diễn ra tại thành phố Huế vào ngày 26 tháng 4 năm 2024. Sáng qua tại nhà văn hóa thôn Trung Kiên, xã Lộc Tiến, Ủy ban dân huyện Phú Lộc tổ chức gặp gỡ đối thoại với các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu liên hiệp sản xuất lắp ráp Kim Long Mô tô Huế, một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Tại buổi gặp mặt đối thoại, các hộ dân bị ảnh hưởng trên bày các phản ánh kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban dân huyện Phú Lộc Phan Công Mẫn, các ngành chức năng và địa phương liên quan đến giá đền bù đất, cây trồng, vật kiến trúc thấp, chính sách hỗ trợ bố trí tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân và chia sẻ về những khó khăn nhất định của bà con sống trong khu vực bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và lãnh đạo các ngành chức năng địa phương giải thích các quy định có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Mô tô Huế để các hộ dân được rõ và chấp hành. Từ đó đề nghị các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng triển khai dự án theo đúng tiến độ. Cũng tại buổi gặp gỡ đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc thông tin thêm một số quy định về luật đất đai và tình hình sản xuất kinh doanh của dự án khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Mô tô Huế.
Trước tình hình tai nạn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, đoàn công tác của Ủy ban dân huyện Quảng Điền vừa có buổi kiểm tra các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên địa bàn huyện để có giải pháp khắc phục. Hiện tại trên địa bàn huyện có 40 vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông tại 11 xã thị trấn. Các vị trí điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông chủ yếu nằm dọc quốc lộ 49B, các tuyến đường tỉnh lộ 4B, tỉnh lộ 8C, tỉnh lộ 19 và các tuyến đường huyện, xã. Đường có khúc cua, khuất tầm nhìn, tập trung nhiều phương tiện qua lại dừng đổ, đoạn đường giao nhau, mặt đường xuống cấp, nhiều ổ gà gây mất an toàn giao thông. Sau khi ra soát, cả địa phương đã đề xuất các phương án giải pháp xử lý đối với các vị trí, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông như mở rộng cua, lắp đặt các biển cảnh báo, biển cấm dừng đổ, hạn chế tốc độ, sơn gờ giảm tốc, mở rộng đường cong, xử lý các vị trí ổ gà. Thay mặt lãnh đạo huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Ngọc Tiến chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng phối hợp với các ngành cấp trên tiếp tục hướng dẫn đôn đốc các xã thị trấn ra soát các vị trí, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Đánh giá thực trạng, tổng hợp báo cáo tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện các văn bản có liên quan về đảm bảo an toàn giao thông, từ đó làm cơ sở căn cứ để trình cấp có thẩm quyền quan tâm cải tạo, đầu tư nâng cấp các vị trí, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên địa bàn huyện, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế xã hội của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp và ngày hội việc làm năm 2024. Đáng chú ý là có hơn 18 vị trí việc làm cho mỗi học sinh sinh viên ngay sau khi ra trường. Tại lễ tốt nghiệp, nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho 121 học sinh sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trong năm 2024, trong đó có 109 sinh viên hệ cao đẳng và 12 học sinh hệ trung cấp. Ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp, cả học sinh sinh viên được tham gia ngày hội việc làm năm 2024 tổ chức tại khuôn viên trường. Có 36 doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài nước ký tham gia tuyển dụng như Vinpearl Group, Sunworld, Mikazuki, Venana Lagoon Resort and Spa, Indochine Palace và các tập đoàn tuyển dụng làm việc tại Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong đó có 22 doanh nghiệp tham gia trực tiếp tại sàn giao dịch. Với tổng nhu cầu tuyển dụng hơn 2.845 vị trí việc làm trong đợt này. Như vậy, mỗi học sinh sinh viên ra trường có 18 cơ hội lựa chọn vị trí việc làm, từ đó chọn được công việc phù hợp với năng lực, sở trường và chuyên môn đã được đào tạo, nhất là cơ hội làm việc tại các thị trường lao động quốc tế. Là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện Nam Đông, tuy nhiên đến thời điểm này, gần 50 hộ dân ở xã Hương Xuân vẫn chưa có nước máy để dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Tình trạng nhiều hộ dân dùng chung một giếng đào và phải chật vật trong mùa nắng nóng vẫn diễn ra. Bà con nhân dân cũng như chính quyền địa phương đang rất mong mỏi phương án đầu tư hệ thống nước sạch để đảm bảo cho sinh hoạt và sức khỏe, đồng thời củng cố các tiêu chí của một xã nông thôn mới nâng cao. Tuy chưa đến mùa cao điểm nắng nóng, nhưng chị Thủy vẫn phải dự trữ nước như thế này để đề phòng trường hợp không bơm được nước từ giếng. Nhà làm nghề buôn bán nhưng nguồn nước không đảm bảo khiến chị rất lo lắng. Cái vùng của em đấy là hơi cao, cho nên là sử dụng nước giếng, mà nước giếng thì cũng 2-3 nhà mới dùng một cái. Về mùa đông thì có thể là nước cũng đủ, nhưng mà về mùa hè là quá khó khăn. Có những lúc là hai vợ chồng đi làm lao động nhưng mà về tới nhà là vẫn phải là đi chợ nước về dưới kia xin nước lên. Thì theo em cũng như cái cùng trong những người chưa có nước máy này thì cũng có là mong là chính quyền địa phương thì cũng tò mò đi cái giúp đỡ cho cả hộ tụi em là có sử dụng nước máy để sinh hoạt hàng ngày cho đầy đủ, tại vì lao động nó vất vả lắm, nhiều khi đi làm về rất tối mà phải trông phải xách xe máy đi xin nước. Dạ, về những cái hộ mà họ có nước máy. Đó cũng là tình cảnh chung của gần 50 hộ dân trên địa bàn xã Hương Xuân. Không có nước máy khiến việc sinh hoạt của người dân khó khăn hơn khi dựa hoàn toàn vào giếng khoan và hệ thống lọc nước thủ công. Theo chính quyền địa phương, tình trạng này xảy ra phần lớn là do khó khăn trong việc thi công đường ống nước. Vì để đưa được đường ống qua khu vực, những người dân này thì phải đào một đoạn của đường tỉnh lộ 14B. Nhưng để thi công được thì phải có sự cho phép của đơn vị quản lý là Sở Giao thông Vận tải. Do đó mà thực trạng hai bên đường nhưng một bên đã được dùng nước máy từ lâu, còn một bên vẫn phải chật vật với nỗi lo thiếu nước vẫn đang xảy ra. Nước giếng thì mùa hè là hai nhà dùng thì cũng đủ. Đó chứ chỉ có cũng như cái trên để có hỗ trợ lại cái nước sạch để cho dân mình ở đây thuận tiện để hẳn cũng được nhiều cái sạch sẽ hơn về so với nước giếng để đảm bảo cho sức khỏe hơn. Vấn đề thiếu nước máy tập trung đã được Ủy ban nhân dân xã Hương Xuân báo cáo gửi Ủy ban nhân dân huyện và các phòng ban chức năng và công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế.
Theo đó, hiện nay có 13 địa điểm cùng dân cư trên địa bàn chưa có hệ thống cấp nước sạch với 47 hộ dân. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên đến nay vẫn chưa thể giải quyết được cho bà con nhân dân. Hiện nay thì một số hộ dân thì cũng có một số hộ là hiện nay sống rất là biệt lập xa khu dân cư. Nhưng một số hộ thì vẫn là nằm trong cái địa bàn khu dân cư. Tuy nhiên cái việc này thì cũng là vì liên quan cái kinh phí. Do vậy thì cũng phụ thuộc ủy ban xã thì cũng kiến nghị, tiếp tục kiến nghị. Thời gian tới thì tiếp tục kiến nghị để cho bên công ty nước rồi các ngành liên quan quan tâm để mà hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho xã An Xuân là người dân trên địa bàn xã An Xuân là có nguồn nước máy tập trung để sử dụng nước sinh hoạt hàng ngày. Một mùa nắng nóng nữa đang về và nếu như không có nước máy thì hàng chục hộ dân ở xã nông thôn mới này sẽ lại phải chật vật với cuộc chiến tìm nguồn nước sinh hoạt. Mong rằng chính quyền địa phương và cả cơ quan đơn vị hữu quan sớm có phương án cấp nước sạch, cải thiện chất lượng đời sống cho người dân miền núi, đồng thời đảm bảo thực hiện bền vững các tiêu chí nông thôn mới. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân không chỉ dừng lại ở việc điều trị mà các liệu pháp về tinh thần cũng hết sức quan trọng, giúp người bệnh giảm căng thẳng, lo âu, từ đó tiếp nhận tốt quá trình chữa bệnh. Với tâm niệm đó, một câu lạc bộ yoga dành cho nữ bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế đã được ra đời và trở thành nhịp cầu nối lan tỏa năng lượng tích cực cho các bệnh nhân. Với các bệnh nhân ung thư, quá trình điều trị thường gây ra những tác động tiêu cực đối với cả sức khỏe thể chất và tinh thần, nhất là các bệnh nhân nữ phải đối mặt với những thách thức đặc biệt liên quan đến quá trình điều trị của mình như mệt mỏi, đau đớn, căng thẳng và lo âu. Ngoài những buổi tập yoga trong tuần, Bệnh viện Trung ương Huế còn tổ chức những buổi tư vấn tâm lý, chia sẻ những nội dung liên quan đến điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Mình bị ung thư vú 11 năm. Thì qua quá trình điều trị thì sức khỏe nó cũng tạm ổn định và sau đó là mình có đi tập yoga. Thì theo yoga mấy năm rồi thì sức khỏe nó cải thiện, chuyển biến rõ rệt, là mang được cái tinh thần vui vẻ và nói chung là tự tin trong cuộc sống nhiều hơn. Hoạt động của về chăm sóc bệnh nhân và hiện nay là được đến cái câu lạc bộ yoga thì đấy là một cái động lực của bệnh viện, tức là một cái tri ân của bệnh viện đã cho chúng tôi những cái giá trị về tinh thần và sức khỏe rất là lớn. Sau khi điều trị về thì mình cũng có tham gia những cái câu lạc bộ yoga khác và hiện nay mình cũng đang theo tập yoga. Cho nên là mình thấy yoga là một môn làm cho cái cơ thể mình ngay cái vực dậy được và rất là tin tưởng về cái bộ môn này. Cho nên mình mong rằng là tất cả các bạn ung thư đã và đang mắc phải thì đến tham gia vào câu lạc bộ yoga. Được biết, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế thường tiếp nhận và điều trị khoảng 530 bệnh nhân, trong đó bệnh nhân nữ chiếm khoảng 50%. Việc tham gia vào câu lạc bộ yoga sẽ tạo ra một môi trường động viên, hỗ trợ và có thể chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm trong điều trị bệnh, mang lại niềm tin và năng lượng tích cực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân tại bệnh viện. Trên thực tế, có rất nhiều mô hình yoga đã áp dụng thành công trên bệnh nhân nhiều nơi khắp trên thế giới, được chứng minh có hiệu quả rõ rệt trên lâm sàng về cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Bệnh viện Trung ương Huế chúng tôi ngoài đẩy mạnh các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao để đem đến cái chất lượng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, thì các cái hoạt động để chăm sóc toàn diện bệnh nhân, nâng cao thể chất và tinh thần cho bệnh nhân cũng được chú ý đến. Theo những nghiên cứu đã chứng minh thì yoga sẽ hỗ trợ nâng cao cả về cái sức khỏe thể chất và tinh thần cho bệnh nhân nữ ung thư, cũng như là giúp bệnh nhân có thêm động lực, thêm niềm tin và lạc quan, tin tưởng vào quá trình điều trị và cũng như là trao cho họ nguồn năng lượng tích cực để có thể chiến đấu và chiến thắng về bệnh tật và sớm trở về bên gia đình và người thân. Yoga đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe cả về mặt thể chất và tinh thần, đặc biệt là trong các trường hợp bệnh nhân nữ đang điều trị ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tập yoga không chỉ giúp họ giảm căng thẳng và lo âu mà còn cải thiện chất lượng giấc ngủ, tăng cường sức mạnh cơ bắp và hỗ trợ hệ miễn dịch, tiếp thêm năng lượng tích cực, động viên nhau cùng vượt qua những khó khăn và thử thách của bệnh tật. Những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cũng sẽ khép lại chương trình sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có sương mù nhẹ vài nơi, vùng núi A Lưới trời rét, ngày nắng,
nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, huyện A Lưới từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, độ ẩm phổ biến ở mức 65 đến 68%. Thời tiết biển không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m.